Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội tiếp tục tập trung làm việc tại hội trường, nghe và thảo luận về đề nghị phê chuẩn văn kiện gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP của Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland. Nội dung tờ trình nêu rõ Vương quốc Anh đã chính thức gửi đơn gia nhập CPTPP. Trên cơ sở đó, quá trình đàm phán gia nhập giữa Vương quốc Anh với các nước CPTPP đã được tiến hành. Việt Nam đã đạt được mục tiêu trong việc yêu cầu Vương quốc Anh có cam kết mở cửa thị trường ở mức cao để đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn của hiệp định. Trải qua nhiều cuộc họp các cấp, ngày 31 tháng 3 năm 2023, các nước thành viên CPTPP và Vương quốc Anh thông qua tuyên bố kết thúc đàm phán gia nhập CPTPP. Ngày 16 tháng 6 năm 2023, được sự ủy quyền của chính phủ, trong khuôn khổ phiên họp Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 7 tại New Zealand, Bộ trưởng Bộ Công Thương cùng Bộ trưởng các nước CPTPP và Vương quốc Anh đã ký văn kiện gia nhập CPTPP của Vương quốc Anh, đưa nước này trở thành thành viên ký kết thứ 12 của Hiệp định. Căn cứ khoản 3 điều 54 Luật Điều ước Quốc tế 2016, văn kiện gia nhập Hiệp định CPTPP của Vương quốc Anh cần phải được trình Quốc hội phê chuẩn. Chính phủ đề xuất phê chuẩn văn kiện tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 để Việt Nam nằm trong nhóm 6 nước CPTPP đầu tiên phê chuẩn nghị định thư. Việc sớm phê chuẩn và thực thi các cam kết trong nghị định thư sẽ giúp hiện thực hóa những cơ hội tiếp cận thị trường Vương quốc Anh dành cho hàng hóa của Việt Nam, để từ đó góp phần củng cố và tăng trưởng quan hệ thương mại song phương, đầu tư song phương giữa hai nước, nâng cao hình ảnh vị thế của Việt Nam trong việc tích cực thúc đẩy hợp tác kinh tế trên bình diện quốc tế.